và ít hạt nêm nè. Ngọt nè. Ừ. Bên cạnh đó mình sẽ cho một ít muối vào nha cả nhà. Mình cho một ít muối vào. Một chút xíu mình sẽ kèm theo một chút nước mắm nha. Thơm quá. Gái Wow đứng bên cạnh nó nói thơm quá. Cả nhà bây giờ Wow sẽ cho dưa leo vào nha. Trái cà chua cả nhà, 1 ký mực. Bữa nay giá mực của mình cũng bằng mắt nữa, tại vì hôm nay là 19 nè, vừa qua Tết thôi. Nát gao mình sẽ để sau nha. Mọi người thấy cái chảo mà cái quy tiêu cho mẹ đi cái. Gái Wow nó đứng ở ngoài cầm lòng không đậu, thơm quá. Sơ sơ một chút cho cái này thấm nè. Ngon quá cả nhà ơi. Đây con caramel của mình hôm nay nó quay tiêu nha. Đậy nắp tiêu rồi con để văng ra ngoài. Rồi bây giờ cô ăn cho rau vô nha. Xào rau lên, xào rau lên. Rau cần tàu. Rau này có vị thơm thơm của mùa thuốc bắc á cả nhà. Còn chưa là một ít rau kìa. Hàng qua thấy nó nhiều quá nè. Rồi công đoạn tiếp theo của mình đó chính là cho tiêu vào. Thơm đứt luôn. Rồi bây giờ mình ra dĩa và cùng ăn cơm thôi. Đây không có người ta nói ăn nước mắm ngon cả nhà, có người ta nói ăn nước tương ngon nên hôm nay cô Ao làm cả hai nước mình chấm thử coi nước nào ngon hơn nha. Chén mắm và mình sẽ xịt chút tương vào coi coi cái nước chấm nào ngon hơn nha. Thông thường thấy mọi người ăn rau mực bạch tuộc hay ăn bằng nước tương. Ớt thì mình có cắt cây nha, mình dầm như thế này nè, nó sắc cay rồi nó ngon hơn nha. Ăn miếng ớt nó đã ơi đã luôn. Mời cả nhà, mời cả nhà. Nước mắm và nước tương. Đây cả nhà, mời cả nhà cùng ăn cơm với gia đình mình nha. Rau bạch tuộc xào với rau cần tàu, cà chua và dưa leo cả nhà. Ai cảm thấy thích món ăn của mình thì cho cô Ao xin một like nha. Và nhớ đăng ký kênh và cái chuông lên để khi nào cô Ao có làm món ăn mới sẽ giới thiệu cùng với mọi người nha. Bây giờ chúc mọi người buổi sáng ngon miệng.